Chào mọi người, chúng ta cùng quay lại chuỗi series của ngữ pháp của lời đăng. Dạ ra, hôm trước thì sẽ đã làm một cái bài video là về bài một rồi, ngữ pháp bài một. Mọi người có đã xem hết chưa? Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục về ngữ pháp của bài 2. Được ạ, bài 2 trong biên lai luôn thì không gồm nha mọi người. Bài 2 hôm nay, video đầu tiên thì Jensen sẽ nói về chỉ tay và nói được tên đồ vật. Đó là cái đầu tiên thứ nhất, chỉ tay và nói được tên đồ vật. Ví dụ như là cái này là quyển sách. Không sao nào, cái đó là những gì chẳng hạn, và cái kia là cái máy lạnh, thì mình chỉ tay rồi mình nói được tên rồi vật ha. Thì công thức vận hành như thế nào thì lát mình sẽ tìm hiểu ha. Thứ hai, cách hỏi, cách trả lời khác cho con cháu. Hôm trước thì mình học ở bài 1 rồi mình nói là ai cái này là quyển sách à? À, nào quyển sách hả? Thì mình sẽ nói là ai, địa hoặc là người hay là người Việt Nam à? Đúng không? Là Việt Nam hả? Thì mình sẽ nói là đúng rồi, tôi là người Việt Nam, còn là không, tôi không phải người Việt Nam. Thì mình sẽ có là hay hoặc là yeah. Thì hôm nay mình sẽ có một cách trả lời khác cho câu nghi vấn nữa. Thì mình sẽ học thêm tiếp bài 2 này ha. Rồi, cùng vô mục tiêu thứ nhất của sinh ra là chỉ tay và nói được câu một nào. Đầu tiên nha, mình sẽ có ba chữ là Kore, Sore và Are. Thì cái này là từ vựng, trong từ vựng mình cũng đã học qua rồi. Kore, mình phải giải thích như thế nào đây ha mọi người. Lát nữa sẽ là đây là cái này, chẳng hạn là cái này, hoặc đây là sore là cái đó, hoặc là đó là are là cái kia, đúng không? Thì nó sẽ cái nghĩa của nó sẽ ngay tại trên cái tên của nó luôn. Đây là thì những cái nào mà mình cầm trên tay, những người nói cầm trên tay hoặc là gần người đó, thì lúc đó mình sẽ sử dụng hồ đề. Ví dụ như là sensei ha, sensei cầm một quyển tập đi chẳng này, đúng không? Sensei cầm quyển tập, sensei sẽ nói là kore wa no to desu. Kore wa no to desu. Được chưa ha? Cái này sensei cầm trên tay thì những vật nào mà gần người nói, ví dụ như bạn này đi chẳng hạn, kore wa Ringo desu nè, bạn đang cầm cho tán nhé, Ringo desu. Thì lúc này chắc là đang ở gần người nói là bạn này, thì lúc đó mình sẽ sử dụng kore, kore wa Ringo desu, được ha đó ha. Rồi, sore, mọi người nhìn thấy ạ, sore thì chắc là đang cầm cho tay của bạn này, và người nói là bạn này nha, người này là người cầm và người này là người nghe. Thì khi mà cái vật đó, cái đồ vật đó nó nằm trên tay của người nghe hoặc là ở gần người nghe, thì lúc đó mình sẽ sử dụng là sore, đó là, được chưa? Mình là người nói và vật đó ở gần người nghe, thì lúc đó mình sẽ sử dụng chữ sore. Đó. Còn are là kia là, kia là có nghĩa là gì, cái vật đó nó sẽ ở xa cả hai người luôn, xa cả hai người ha. Ví dụ như sẽ đây, bạn còn học ở đó, nhưng mà cái máy lạnh này kia chẳng hạn, người đó là kia là cái máy lạnh, không phải kia là camera, được ha. Rồi ngay lát ha, mình quay lại xíu, mình sẽ câu này là gì, kore wa ringo desu. Kore wa ringo desu. Đây là danh từ quá, một cái danh từ là sao? Thì mình đã học với công thức ở bài 1 rồi. Thì bây giờ mình sẽ hai bài đó là gì? Kore. Kore là đây là, được chưa? Khi mà cái vật đó ở gần người nói. Nhớ nha. Đây là trái đáo. Rồi sore. Sore wa ringo desu. Được chưa? Sore wa ringo desu. Là cái đó là, hoặc là đó là trái đáo. Được chưa? Còn này giờ sao đây? Are wa. Are wa ringo desu. Được chưa? Are wa ringo desu. Khi là quả táo, được chưa? Mọi người bài này mọi người hiểu được kore, sore, are vị trí của nó. Và khi mà mình nói thì mình tay mình chỉ ha. Ví dụ như ở đây mình nói là đây là cái gì đó, đây là quyển tập, đây là quyển sách, đây là cây bút, thì lúc đó là gần mình. Còn mà nói là đó là quyển tập, đó là quyển sách, không phải là đó là cái điện thoại nữa ha. Còn kia là máy lạnh, kia là camera, không phải là kia là quyển sách thì chẳng hạn, nếu như nó ở xa cả hai người, được chưa? Ok ha. Rồi mình quay lại công thức chung, nó là kore, sore, are, wa, một cái danh từ nhật sự ha. Rồi ý nghĩa cái này cái đó cái kia là danh từ, được không? Cái này cái đó cái kia là danh từ. Rồi xin đây các bạn là cách sử dụng, đây là một danh từ chỉ thị, chỉ đồ vật, được không? Lưu ý danh sách kore, sore, are là những đại từ chỉ thị nhưng mà là đồ vật nha, chỉ đồ vật. Ok rồi. Kore dùng để chỉ vật ở gần người nói, dùng để chỉ vật ở gần người nói. Sore dùng để chỉ vật ở gần người nghe. Rồi are thì dùng để chỉ vật xa cả hai người, xa cả người nói được người nghe. Rồi mình có thể chụp hình lại lại lắm ha. Ok rồi mình giờ ví dụ nha. Rồi trước khi giờ ví dụ, bây giờ mình có cái câu hỏi đi. Kore, sore, are. Cái chữ nam này là mình học ở dưới bài 1 rồi. Hả? Cái gì? Bây giờ nam là cái gì? Cái gì thì lúc đó là ví dụ đi xin hỏi ngồi gần lót là xa xa, thấy cái cục gì nhỏ nhỏ chẳng hạn, mấy bạn đang ngồi đó học nhưng mà xin sẽ không thấy được cái đó là cái gì, thì anh sẽ hỏi là cái đó là gì vậy, sore wa nan desu ka,
Surya nằm được cả được chưa, cái đó là cái gì vậy đúng không? Thì khi lưu ý trên xe mình chọn ha, khi mà trên xe đến đây trên xe là người nói, trên xe hỏi bạn thì lúc đó trên xe dùng là sore, tại vì cái mật đó gần người nói lúc người nghe đúng không, thì người mặt bạn thì sẽ hỏi cái sore. Nhưng khi mà bạn cần cái mật đó bạn trả lời trên xe thì bạn trả lời như đây, ví dụ nó là cơm chẳng hạn đúng không, cơm là gì nhớ không, kesi vô vực hay, thì lúc đó mình đọc một cơm tên, lúc đó bạn nhầm một cơm tên, bạn sẽ trả lời là korewa kesigomu, tại vì lúc đó bạn là người nói rồi và cái vật nói đang ở gần bạn rồi, cho nên là sử dụng là korewa kesigomu desu, được chưa? Và từ để khỏi cái trường hợp này đó chính là nan nha mọi người, là cái gì nha, kore sore are wa nan desu ka, được chưa? Ok, rồi bây giờ hãy hãy kore wa ringo desu, kore wa ringo desu, là gì? Đây là, hoặc là cái này là quả táo, cái này là quả táo. Rồi thử ra câu trên xem nào, đó là đường điện, đó là đường điện đấy ha, tại vì mình điện rất là tương lai của bạn này nè, bạn là người nghe nhé, còn người này là người nói nè, mỗi tên nhìn thấy ạ. Rồi cho nên là mình sẽ sử dụng cái gì đây đó, đó là thì mình sẽ sử dụng chữ sore, được chưa? Thì gì từ điển là gì, jiso, cho nên là sore wa jiso desu, sore wa jiso desu, được chưa? Đó là từ điển, đó là những từ điển nha. Rồi ok, tiếp theo rồi người này người nói, người này người nghe, nhưng mà cái vật này nó ở đâu đây, nó xa cả vị trí cả hai người đúng chưa, cho nên là sử dụng cái đại tiên chỉ thế nào, à đấy rồi cô đây bán hàng đấy, cô đây bán hàng đấy đó, à là gì đây, đồng hồ thì là gì, tổ kệ được ha, nhớ từ vựng nha, bài này chắc chắn có từ vựng mới nói được nha lắm nha, công thức ngữ pháp rất là dễ nhưng mà phải từ vựng. Cái là đồng hồ là tổ kệ, vậy thì mình dùng là à đây là tổ kệ đấy, à đây là tổ kệ đấy, được chưa? Cái kia là cái đồng hồ, hai cái kia là cái đồng hồ. Rồi đầu tiên cái cổ đây sổ đây à đây mình nắm được chưa, chú ý cho thầy là cổ đây sổ đây à đây trên xe cái phần này gì đây, tại vì chỉ thị mình biết được vị trí khi mà mình nói nó, cổ đây gặp người nói, sổ đây là người nghe, à đây là xa cả hai người. Còn từ để hỏi trong trường hợp này đó chính là nan, được chưa? Cổ đây quá nan desu ka, sổ đây quá nan desu ka, nhưng mà chú ý là gì, khi mà xin hỏi thì là sổ đây quá nan desu ka, nhưng khi mình trả lời thì nó sẽ là cổ đây quá, được chưa? Chú ý chỉ đó nha. Rồi ok, tiếp theo với cái phần ngồi đấy, xin xin nói lại cái nội dung thứ hai mình học, cái chính là gì, cách trả lời thứ hai của dạng câu nghi vấn. Cái thứ này có bài một mình sẽ hỏi là gì đây, ví dụ như mình hỏi nha, korewa ondesu ka, ở xa cả hai người luôn, nó xa cả hai người nha, vị trí nó xa cả hai người, mình hỏi là arewa ondesu ka, arewa ondesu ka, cái này là sát thân bằng đúng không, nó là sát sát thì mình sẽ trả lời giống như bài một, mình sẽ trả lời sao, hay ondesu, đúng không, mình sẽ trả lời là hay ondesu. Là câu chấp của mình hả, đầu tiên câu hỏi này là câu hỏi xác nhận thông tin, cho nên là mình phải có hay mặc là yeah. Thì đầu tiên đây là biểu pháp tình trả lời là hay hong des. Rồi với bài hai này mình sẽ có thêm một cách trả lời nữa, có thêm nha chứ không phải là thay thế mọi người ha, có thêm, cho nên là mọi người muốn trả lời cách nào cũng được ha, trả lời cách nào cũng được, đó chính là hay so des, hay so des có nghĩa là vâng đúng vậy, trong cái việc của mình nó hay mình trả lời là à đúng rồi, nó là biểu pháp thì mình trả lời là à đúng rồi, nó là đúng rồi đó, được chưa? Vâng đúng vậy, được chưa? Hay so des. Rồi thứ hai, là bây giờ chúng ta hỏi ví dụ như là are wa hon desu ka, are wa hon desu ka, cái này là không phải đúng sách nào đúng đó, không phải đúng sách thì mình sẽ trả lời sao, trả lời ie hon ja arimasen, đúng chưa, ie hon ja arimasen, để bài một mình sẽ trả lời như thế này, cũng có định lại cái điều đó, ie hon ja arimasen. Rồi bây giờ mình sẽ nói mình sẽ có cách trả lời nè, hồi nãy là hay so desu, thì bây giờ mình sẽ là ie so ja arimasen, không phải vậy, không phải đúng không, ie so ja arimasen, hoặc là mình sẽ có một cụm luôn, ie chigaimasu, ie chigaimasu, chigaimasu là không phải luôn ra, nghĩa của nó là không phải, ie chigaimasu. Thì đây là ba cách trả lời mình có thể sử dụng cách nào cũng được nè, nó là thêm chứ không phải là thay thế, cho nên là ba cách này mọi người trả lời cách nào cũng được, mình quen biết cách nào thì phải cách đó ra. Đây so desu chigaimasu thì là cách trả lời khác cho câu nghi vấn, được không? Hay so desu là dùng khi mà mình đồng ý với nội dung của câu nghi vấn, được ha? Rồi ie chigaimasu hoặc là ie so ja arimasen là dùng mà khi mà mình không đồng ý, được chưa? Mình sẽ có thêm một cách trả lời nữa cho âm của mình nó được hay hơn, cho hỏi thoại được khá lắm ha. Rồi hôm nay bài của mình là mình sẽ đọc này, mình sẽ học được bài gì, cổ đen sổ đen à đây, cách dùng đại hình chỉ thị, khi nào dùng cổ đen, khi nào dùng sổ đen, khi nào dùng à đây, và mình học được bài cách
trả lời thứ hai cho câu nghi vấn đó là so best by chị đang nói được ha. Rồi video của mình đến đây là kết thúc ha mọi người, mình sẽ học được hai vòng ngữ pháp. Rồi video tiếp theo xin xin sẽ đi tiếp hai vòng ngữ pháp của bài 2. Mọi người xem xong bài viết này viết xong và mình bấm luôn tiếp theo để mình xem được video của bài 2 nhé. Ok, xin chào tất cả mọi người. Arigatou gozaimashita.